Wow, thế là hoàn thành thử thách của con đào đanh đá rồi. Xin chào các bạn đến với kênh Hà Sam. Alo, em mà nhớ anh không, nhớ à, làm gì đây, đến với anh này, hãy em yêu, đừng có buồn phiền. Này thì phi. Phiền không? Lại yêu đương nhăng nhít rồi đúng không? Ba cái tuổi xanh, học không lo học, suốt ngày tương với trật tư. Mẹ nhá, nghỉ hè không phải đi học. Con nhớ bọn nó còn gọi điện nói chuyện với bọn nó có một tí 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 thôi mà. Một tí thôi. Gọi điện gì mà tận 5 tiếng đồng hồ rồi mà chưa xong. Này, mà mẹ bảo này, lát nữa nhá là có em con nhà chú lên chơi đấy. Con nhớ phải chơi với em cho em đỡ chán. Mẹ ơi, mẹ đừng bảo với con là cái con đào đanh đá năm ngoái lên nhà mình chơi, năm nay nó lại lên nhà mình chơi nữa nhá. Thì ở quê có mỗi đứa em đấy chứ còn đứa em nào nữa đâu. Này, nghỉ hè em mới lên đây chơi nhà mình đấy nhá. Nếu mà con mà là Phật ý em á, mất mặt mẹ với gia đình nhà chú Thím á thì con không xong với mẹ đâu. Oh my god, kỳ nghỉ hè của tôi biến thành địa ngục mất rồi. Cái con đào đanh đá này, nó mà lên chơi là không yên thân với nó ngày nào. À, anh làm cái gì đây? Anh muốn xem đá bóng. Nhưng mà em muốn xem hoạt hình, bây giờ đang có hoạt hình rồi cơ mà. Xem hoạt hình á? Xem hoạt hình về nhà em mà xem. Đây là tivi của nhà anh chứ của nhà em đâu. Đây là tivi của em, Đây, hoạt hình của em, tivi của em, thích xem gì em xem. Này. Trời ơi, anh đang ngủ mày gọi anh dậy làm gì? Cái gì? Làm toán á? Ui, năm nay mày mới lên lớp 1 đúng không? Toán lớp 1 ngày xưa anh học giỏi lắm, bài nào anh cũng giải được hết. Mày đọc đề đi xem nào. Anh ơi, 2 cộng 2 bằng mấy anh nhỉ? Ui dồi ôi, anh thất vọng về mày quá đi thôi. Đề dễ thế mà mày không biết. Mày thử cho anh một đáp án đi xem nào. Cái gì cũng lệ thuộc vào anh. Lệ thuộc vào anh như thế không được đâu. Thế là còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bằng 6. Bằng 6 đúng không? Có bằng 5 thôi mà sao mày tính ra bằng 6? Ui mày dốt quá, thôi. Hừ, có anh dốt đi. Mà thôi, tự mày học đi. Tao không dạy mày nữa đâu. Mày học hành thế này chán lắm. Thôi tao phải xem cái mặt đẹp trai của tao thế nào đã. Con đào đánh đá, mày làm gì trên mặt anh thế này? Sao ông trời lại sinh ra một người đẹp trai như gấu đầu bò mình nhỉ? Ôi đẹp trai như nước nghiêng thành. Cấy tóc cho khô á? Đào đánh đá! Rốt cuộc bây giờ anh phải làm gì thì mày mới buông tha cho anh? Muốn em tha thì cũng dễ dàng thôi mà. Em có thử thách này cho anh. Đó là trong vòng 24 giờ anh sẽ phải mua đầy đủ dụng cụ học tập Back to School cho em. Nhưng mà đặc biệt nha, là phải màu hồng, chỉ màu hồng mà thôi. Bởi vì em là con gái, em rất thích màu hồng. Ngoài ra em không thích màu khác đâu. Đây, tiền đây. Anh đi mua cho em đi. Sao chỉ có 100k? Nhưng mà em có nhiêu đó tiền ơi. Anh liệu làm sao thì làm. Em không biết đâu. Anh mà thực hiện được thử thách này á thì cũng coi như là anh là một người có chút tài giỏi đấy. Nhưng mà anh nên nhớ nha, em chỉ thích màu hồng thôi. Học tập màu hồng nhé. Đó, giờ nhiệm vụ là của cậu. Tớ ra cho cậu hết. Cậu làm thế nào thì làm, phải hoàn thành cho tớ.
Không hoàn thành là không xong với tớ đâu. Ôi, nghe cậu kể về em gái cậu mà tớ thật sự sợ hai anh em nhà cậu luôn ấy. Mà có vẻ em cậu còn ghê hơn cả cậu nữa. Nhưng mà thử thách này là của cậu, tại sao tớ lại phải giúp cậu? Thế chả nhẽ tớ lại đứng nằm nhi, tớ lại đi vào nhà sách mua đồ màu hồng à? Thế thì người ta cười chết tớ mất. Nhưng mà tớ nhiều bài tập về nhà lắm, tớ bận lắm, tớ không giúp cậu đâu. Thử thách của cậu thì cậu đi mà thực hiện đi chứ. Hà Sam, thế cậu có giúp tớ không? Thôi, cậu bình tĩnh lại đi. Được rồi, tớ sẽ giúp cậu được chưa? Các bạn ơi, thằng gấu đầu bò thật là đáng ghét quá đi. Nó bảo mình là phải thực hiện thử thách cầm 100k này vào hiệu sách để mua đầy đủ dụng cụ Back to School màu hồng nữa cơ chứ. 100k như thế này thì mình biết mua cái gì đây? Gấu đầu bò đã đặt ra thử thách cho mình thì mình sẽ phải cố gắng để thực hiện. Và bây giờ mình cũng sẽ đặt ra một thử thách dành cho các bạn. Đó là thử thách 5 giây. Trong vòng 5 giây, các bạn hãy kéo thật nhanh xuống bên dưới, bấm đăng ký kênh và bấm like video này nhá. Bạn nào nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hoan hô, xin chúc mừng các bạn nào nhanh tay đã hoàn thành thử thách nhá. Bây giờ các bạn hãy cùng theo chân mình đến hiệu sách để mua dụng cụ Back to School màu hồng thôi. Các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều quyển vở màu hồng này, nhưng mà giá của mỗi quyển cũng hơi đắt đắt đấy, nên là chắc là mình phải chọn quyển khác thôi. À, ở đây mình phát hiện ra một chiếc ba lô màu hồng rất là xinh, nhưng mà giá của chiếc ba lô này là bao nhiêu đây? 600.000. Ui, 100.000 mình không đủ tiền mua đâu. Thôi đành tạm biệt em vậy. Mình phát hiện ra có một chiếc Comba màu hồng luôn đây này. Bây giờ mình sẽ lấy một chiếc Comba nhá, nhưng mà phải xem giá đã. 17.000. Thôi mình quyết định lấy một cái Comba màu hồng. Bây giờ mình sẽ chọn một chiếc thước kẻ nhá các bạn nhá, nhưng mà phải là màu hồng cơ. À, nhìn này, ở đây mình có một bộ thước kẻ màu hồng rất là đẹp. Để xem giá bao nhiêu nào. 40.000 các bạn ạ. Ui, nếu mà mình dành tiền mà mua bộ thước kẻ này rồi thì sẽ không còn tiền để mua các đồ khác nữa. Mà gấu đầu bò bảo mình là chỉ cần mua đủ bộ đồ dùng học tập thôi. Chỉ cần mua một cái thước kẻ thôi cũng được. Bây giờ mình sẽ chọn một cái thước kẻ bé bé thôi cũng được, màu hồng nhá. Màu hồng rất là xinh này các bạn ơi. Ở đây lại còn có cả hình búp bê chibi nữa. Mình sẽ lấy cái này nhá. Cái này chỉ có giá 4.000 thôi. À, đây rồi. Một chiếc kéo màu hồng rất là xinh này. Để xem nào. Wow, kéo này rẻ lắm các bạn ạ. Có 7.000 một cái thôi. Mình sẽ chọn một cái kéo màu hồng này nhá. Ui, một chiếc hộp bút này rất là xinh. Ôi, nó có rất nhiều hình que kem ở đây này các bạn. Xem là nó đắt không lại nhá. Một bút này có giá là 150. Thế thì là vượt quá chỉ tiêu rồi. Đây, tạm biệt em thôi. Một bút này cũng xinh nữa này, nhưng mà chắc là em đắt rồi. Tiền để mua. Bà Sam đi lâu thật đấy. Chắc chắn là không hoàn thành thử thách được rồi. Về rồi à, thế có hoàn thành thử thách không? Tớ về rồi đây này. Tớ đã phải vắt óc suy nghĩ, vào trong hiệu sách lục tung cái hiệu sách đấy lên để tìm đầy đủ dụng cụ học tập màu hồng Back to School nữa cậu ấy. Đâu, mang ra đây tớ xem là có những cái gì nào. Thế có hộp bút không? Có chứ, đã bảo là đầy đủ rồi. Tất nhiên là phải có hộp bút rồi, hộp bút màu hồng đây này. Được rồi, có hộp bút rồi, có hộp bút thì phải có bút chứ nhỉ? Có bút không? Có bút, này nhá, hẳn 2 chiếc bút luôn, màu hồng rất là xinh. 2 chiếc bút luôn ạ? 1 chiếc bút màu hồng. Ôi, bút này bút chì mà, thì không có bút mực à? Có, đây, 1 chiếc bút mực màu hồng cũng hình con thỏ luôn nữa này. Bút này đẹp đấy. Đây nhá, để tớ liệt kê ra cho cậu xem này. Đây là bộ sáp màu. Sáp màu á? Ừ. Màu vẽ mà đẹp thế này á? Ừ, của con gái màu đẹp lắm.
Một chiếc kéo rất là xinh, tớ đảm bảo là em cậu sẽ rất thích chiếc kéo này luôn. Tớ nhìn tớ còn mê nữa cơ. Ôi, tớ nhìn tớ chả thích gì. Đúng là bọn con gái chỉ thích màu hồng. Hai quyển vở, một quyển vở hình tạ tưa và một quyển vở hình bánh kem. Ôi dồi, có cả quyển vở đang hot trend thế này á? Ừ. Uầy. Đây. Nó còn cái gì nữa không? Đố cậu biết đây là cái gì? Cái này á? Cái này là quyển vở nhỏ chứ gì, quyển vở tí hoa này đúng không? Ôi dồi, hỏi bằng thừa ai chẳng biết. Đây là gì nữa? Trời ơi là trời, đúng là gấu đầu bò. Đây là một chiếc thước kẻ này, màu hồng luôn nhá. Sao cậu mua cái thước bé tẹo thế này? Nhưng mà 100 nghìn thì chỉ mua được những cái như thế thôi. Thôi được, hoàn thành thử thách là được rồi. Một chiếc compa cũng màu hồng luôn. Còn gì được không? Đây là một chiếc bút tẩy đấy, nhìn giống cái bút viết nhỉ, nhưng mà thực ra là cục tẩy thôi. Thế còn thiếu cái gì nữa không nhỉ? Một chiếc gọt bút chì đấy, thế thôi. Hết rồi. Ôi ôi, 100.000 mà Hà Sa mua được nhiều như thế này á? Ừ, gần như là đầy đủ toàn bộ luôn. Cậu thấy tớ siêu không? Ơ nhưng mà gấu đầu bò ơi, thực ra tớ có một điều này muốn nói nhá. Thực ra ấy, cậu đưa cho tớ 100.000 nhưng mà khi mà thanh toán ấy. Còn thừa à? Còn thừa thì đưa cho tớ. Mất 110.000. Vậy là cậu phải nợ tớ 10.000 nữa đấy. Liệu mà giả tớ đi. 110.000 á? Ừ. 110.000. Thế là phải thêm mấy nghìn nhỉ? Thêm 10.000, thế mà cũng không biết nữa. Đúng là gấu đầu bò. Thêm 10.000 thì là cậu trả thêm 10.000 chứ có liên quan gì đến tớ đâu. Ơ, sao lại thế được? Tớ mua dụng cụ học tập này là cho cậu hoàn thành thử thách này cho cậu cơ mà. Ơ, thế tớ đưa cho cậu 100, tớ bảo là chỉ mua 100.000 thôi. À bảo cậu mua thêm 10.000 nữa làm gì? Đấy là tại cậu, tớ không biết đâu. Mình đã thực hiện thử thách giúp gấu đầu bò mà gấu đầu bò nỡ lòng nạp quỵt của mình mất 10.000 ơi. Trời ơi. Wow, thế là hoàn thành thử thách của con đào đanh đá rồi. Thế này về mình phải tống khứ nó về quê và không cho nó chơi cùng mình nữa. Mày quá lừa được Hà Sam hoàn thành thử thách cho mình. Nếu mà mình đi mua, chắc chắn là mình không hoàn thành thử thách được đâu. Lại còn được lãi 10.000 nữa.